Đau khổ và cuộc sống. Bạn thân mến, có một lần vào bệnh viện, tình cờ tôi được chứng kiến một cảnh thật là rất thương tâm. Đó là một người phụ nữ đau khổ đang ngồi trước phòng giải phẫu, sốt ruột trong ngóng tin tức đứa con đang ở trên bàn mổ. Bỗng, vừa khi trông thấy vị bác sĩ trong phòng mổ bước ra, bà liền vội đứng lên, lao mình tới, liên hồi hỏi bác sĩ: "Thằng bé con tôi ra sao rồi thưa bác sĩ? Liệu nó có qua khỏi không? Chừng nào tôi được gặp nó thưa bác sĩ?" Vị bác sĩ nhẹ nhàng trả lời: "Rất tiếc là chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cháu đã không qua khỏi được thưa bà." Nghe tin đó, bà như muốn ngất xỉu, bà mất hết tinh thần. Bà lấy hết bình tĩnh, ngồi xuống ghế, chờ đợi người ta đưa xác con bà ra. Bao nhiêu người chung quanh xoa dầu cho bà, hết lời an ủi bà, hy vọng có thể ổn định được tinh thần của bà, bởi bà đang trong tình trạng bị suy sụp tinh thần rất trầm trọng. Vị bác sĩ thì thầm hỏi: "Bà có cần một chút thời giờ để ở riêng với cháu không, trước khi xác của cháu được chuyển qua trường đại học?" Bà khẽ gật đầu. Cô y tá mới dìu bà bước vào phòng mổ, kéo ghế mời bà ngồi xuống bên cạnh xác con. Bà mẹ yêu cầu cô y tá ở lại với bà trong khi bà nói những lời từ biệt đứa con trai của mình. Khi ngồi bên cạnh xác con, bà vẫn cứ tiếp tục vật ngã trong đau đớn. Bà vẫn khóc và khóc thật nhiều. Những tiếng khóc nức nở của bà như là than vãn, như là trách móc Chúa: "Chúa ơi, tại sao con của con lại mắc bệnh ung thư? Nó còn quá trẻ, nó có tội tình chi? Chúa ơi, Chúa có còn thương chúng con nữa không? Nó là đứa con trai duy nhất của con. Nó học rất giỏi, nó luôn được nhà trường khen ngợi. Từ năm này đến năm khác, từ môn này đến môn khác, hình như không có môn nào mà nó không được khen thưởng. Nó được các thầy cô yêu thương, nó được các bạn bè quý mến. Tương lai phía trước thật là sáng lạn. Bao hy vọng của con đặt trọn vào nó, cả cuộc đời của con cũng đặt trọn nơi nó. Chúa bây giờ đang ở đâu? Chúa ơi, Chúa có thấy con trai của con cần Chúa, cần đến như thế nào không? Và con đây cũng vậy." Khi thấy bà mẹ mân mê những lọn tóc trên đầu đứa con, cô y tá hỏi: "Bà có muốn giữ lại một lọn tóc của cháu để làm kỷ niệm không?" Bà khẽ gật đầu. Cô y tá nhẹ nhàng cắt một lọn tóc của cậu bỏ vào bao plastic và trao cho bà. Bà kéo cô y tá ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu tâm sự: "Đây là Tâm, con trai duy nhất của tôi. Cha của nó chết rất sớm, cho nên chỉ còn có hai mẹ con tôi thôi. Lúc nào chúng tôi cũng gắn bó với nhau từ bao nhiêu năm qua. Chúng tôi yêu thương nhau, chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Cháu rất ngoan, nhưng đã nhiều lần nó xin phép tôi cho nó được làm thủ tục hiến cơ thể của mình cho trường đại học để người ta nghiên cứu. Nó nói may ra cơ thể của con có thể giúp được một người nào đó. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng nó cứ nói: 'Mẹ ơi, sau khi con chết, con đâu có cần cơ thể này nữa đâu mẹ. Có thể nó sẽ giúp được một đứa con trai nào đó như con. Nó sẽ được tiếp tục sống thêm một thời gian nữa với mẹ của nó.' Cuối cùng, tôi cũng siêu lòng và chiều theo ý con." Và người mẹ kể tiếp: "Tâm của tôi, nó có một trái tim rất quảng đại, rất tuyệt vời. Tấm lòng của nó phải nói là làm bằng vàng. Nó luôn nghĩ đến người khác, nó luôn giúp đỡ người khác khi nào hoàn cảnh cho phép. Và hôm nay nó đã được mọi sự như sở nguyện." Bước ra khỏi bệnh viện, bà đón xe về nhà mà lòng nặng trĩu, đau đớn không nguôi. Bà càng đau đớn hơn nữa khi bước vào nhà, bà thấy căn nhà trống vắng, lạnh tanh. Bà quay qua quay lại cũng chỉ thấy có một mình. Bà cảm thấy cô đơn thực sự và bà bắt đầu lo sợ cho cái nỗi cô đơn này. Bởi từ lâu nay, bà chỉ nghĩ có một đứa con thôi là đủ. Hạnh phúc bên đứa con như từ trước đến giờ thì đã đủ lắm rồi. Bà rất hài lòng
và chưa bao giờ bà nghĩ đến cái tình huống bất ngờ thê thảm như hôm nay. Rồi mai đây, bà sẽ ra sao? Bao tư tưởng mông lung làm cho bà bất an và làm cho bà lo lắng thực sự. Bà cảm thấy bế tắc, không có lối thoát. Tuy đầu óc đang đau đớn bất an, bà vẫn thu gom hết những đồ đạc của đứa con trai ra để sắp xếp lại cái gì cần phải giữ kỹ hơn, cái gì cần phải giữ lâu hơn. Bà cẩn thận đặt bao plastic đựng lọn tóc của con vào một cái hộp thật đẹp và cẩn thận đặt trên bàn thờ của gia đình. Có bông hoa, có hương nhang, có đèn nến hai bên. Đây là kỷ vật cuối cùng, một kỷ vật quý báu nhất của đứa con trai yêu quý mà bà còn giữ lại. Lạy Chúa, bệnh tật, đau khổ, chết chóc vẫn luôn là một chuyện bí nhiệm, khó hiểu đối với chúng con, những người con của Chúa. Và còn khó hiểu hơn biết bao đối với mọi người trải qua mọi thời đại. Nhưng xin cho chúng con luôn biết chấp nhận một cách vui lòng để cho chương trình của Chúa trong lịch sử, trong nhân loại và trong chính bản thân của con được hoàn thành một cách tốt đẹp. Xin cho con trong mọi hoàn cảnh khó hiểu đó thì quyết tâm không làm gì, không nói gì xúc phạm đến Chúa, kẻo Chúa phải buồn lòng vì con. Xin cho con mỗi khi gặp đau khổ thử thách cũng biết cầu nguyện như Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện trong vườn cây dầu. Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha mà thôi. Xin cho con cũng biết nghĩ đến người khác, biết sống cho người khác, biết sống vì người khác, như Chúa đã bỏ trời xuống trần gian vì chúng con và chấp nhận chết vì chúng con, để chúng con được sống và sống một cách dồi dào. Amen. Ra từ con xa cuộc đời thương đau, lòng mẹ bàng hoàng ôm con yêu qua đời, con đi trong vắng cuộc đời rưng rưng nước mắt nguyện cầu, Ngài ơi thương đón nhận con về. Xin trao con vào bàn tay Thiên Chúa, Chúa ơi, Chúa thương yêu đón lấy linh hồn con. Xin trao con từ đây cho Thiên Chúa, Chúa ơi, nước thiên đàng phúc thất trời quang vinh. Mẹ đừng nhìn con xa đường trần đơn côi, lòng mẹ bồi hồi đưa con xa cuộc đời, bên con tiếng khóc nghẹn ngào, xa con nước mắt tuôn trào, mẹ xin Thiên Chúa nhận con về. Xa tình đời oan khiên, lệ buồn ngập ngùi, con ơi con đâu
xưa tiếng hát ru hời, hôm nay tiếng khóc nghẹn lời, mẹ dâng lên Chúa niềm đau này. Xin trao con vào bàn tay Thiên Chúa, Chúa ơi, Chúa thương yêu đón lấy linh hồn con. Xin trao con từ đây cho Thiên Chúa, Chúa ơi, nước thiên đàng phúc thật trời quang vinh. Xin trao con vào bàn tay Thiên Chúa, Chúa ơi, Chúa thương yêu đón lấy linh hồn con. Xin trao con từ đây cho Thiên Chúa, Chúa ơi, nước thiên đàng phúc thật trời quang vinh. Ta cần xin Chúa ơn gì? Bạn thân mến, có một anh chàng đạo trước nọ rất siêng năng đi nhà thờ, rất siêng năng trong việc kinh lễ. Không phải chỉ có ngày Chủ nhật mà cả ngày thường anh cũng rất siêng. Thế rồi, có một đêm trong giấc mơ, anh thấy Chúa hiện ra với anh. Anh thì rất vui mừng phấn khởi vì gặp được Chúa. Nhưng Chúa thì lại rất khó chịu đối với anh. Chúa cũng cho biết sự Chúa khó chịu là mỗi khi anh đến nhà thờ, anh chẳng biết cầu nguyện, anh cũng chẳng biết thờ phượng Chúa, anh cũng chẳng hề mở miệng để cùng với cộng đoàn mà đọc kinh chung, mà thưa kinh chung, mà ca hát chung với mọi người để ca ngợi, để chúc tụng, để tôn vinh Thiên Chúa hay để cảm ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho. Anh chỉ biết xin và xin, và anh chỉ biết xin cho những nhu cầu rất riêng tư của anh thôi. Anh xin hết điều này đến điều nọ, anh xin hết ơn này đến ơn khác, anh xin đủ mọi thứ, cái gì anh cũng xin. Nói chung là anh đã làm phiền Chúa quá nhiều trong việc xin xỏ này. Cho nên mỗi khi trông thấy anh là Chúa đã phát chán, và mỗi khi nghe những lời anh xin là Chúa phát mệt, là Chúa lại bực mình. Bởi những điều anh xin quá tầm thường, quá vật chất, quá linh tinh về những chuyện đời này. Và phải nói, những điều anh xin là rất ích kỷ. Vậy, để giải quyết dứt điểm vấn đề này một lần, Chúa quyết định là sẽ ban cho anh một lần những gì anh xin, và sẽ không bao giờ ban cho anh điều gì nữa. Và Chúa nói, cha sẽ ban cho con ba điều con xin, bất cứ điều gì cũng được. Và nhớ, chỉ ban cho con lần này rồi thôi. Sau này, cha sẽ không ban cho con điều gì nữa, cho nên con đừng có quấy rầy cha nữa. Anh rất vui mừng phấn khởi, xin ngay điều thứ nhất mà không cần suy nghĩ, đó là xin cho vợ con chết ngay, để con có thể cưới một người vợ khác, đẹp hơn, tốt hơn, hiền hơn, hoàn hảo hơn. Chứ nhậm lời, thế là vợ anh chết. Nhưng trong đám tang, anh nghe rất rõ là bà con, bạn bè và những người thân khi đến viếng xác, ai ai cũng bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của chị. Ai ai cũng kể lại những việc tốt lành của chị đã làm trong cuộc sống. Ai ai cũng kể ra những tài năng tuyệt vời của chị, cũng như tài khéo léo của chị trong cung cách làm ăn, cũng như trong cung cách chị giao tiếp ứng xử với mọi người trong xã hội. Lúc này, anh chồng mới nhận ra những nét tuyệt vời của người vợ. Bao nhiêu người mến yêu quý phục chị mà lâu nay anh có thấy đâu. Cho nên, anh rất hối hận vì sự khám phá này quá trễ, quá muộn. Anh rất hối tiếc về điều mình vừa xin. Anh tự trách mình. Sao quá vội vàng, sao quá hấp tấp, sao không chịu suy nghĩ cho kỹ. Thế là, anh đành phải xài lời xin thứ hai. Lạy Chúa, như vậy thì con xin cho vợ con được sống lại để tiếp tục sống với con. Chúa cũng nhậm lời. Thế là anh chỉ còn có một lời xin cuối cùng. Đây là cơ hội chót, cho nên anh phải suy nghĩ cho thật kỹ
cái điều anh định xin. Một người bạn đang đứng bên cạnh góp ý: này, anh hãy xin cho được sống lâu bất tử. Nhưng người bạn khác nói: sống lâu bất tử thì có ích lợi gì nếu không có sức khỏe tốt? Tại sao không xin cho có được sức khỏe thật tốt? Nhưng một người bạn khác lại nói: sức khỏe tốt thì làm được cái gì nếu không có tiền? Tại sao không xin cho có được nhiều tiền? Bởi có tiền thì mua tiền cũng được mà. Có tiền là có tất cả. Nhưng về vấn đề này thì các bạn khác đang đứng bên cạnh nhao nhao lên phản đối, tỏ vẻ không đồng tình. Bởi họ nói: có tiền thì không chắc là có được tất cả đâu. Này nhé, có tiền thì mua được cao lương mỹ vị, nhưng không chắc là mua được sự ngon miệng. Có tiền thì mua được thuốc thang đắt giá, nhưng không chắc là mua được sức khỏe. Có tiền thì mua được chăn êm nệm ấm, nhưng không chắc là mua được giấc ngủ ngon lành. Có tiền thì mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không chắc là mua được mái ấm gia đình. Có tiền thì mua được trò chơi giải trí, nhưng không chắc là mua được sự bình an và sự thanh thản của tâm hồn. Có tiền thì mua được sách vở tài liệu, nhưng không chắc là mua được sự thông minh và kiến thức. Có tiền thì mua được bạn bè, nhưng không chắc là mua được tình nghĩa. Có tiền thì mua được trái tim, nhưng không chắc là mua được tình yêu. Có tiền thì mua được thân xác, nhưng không chắc là mua được tâm hồn. Có tiền thì mua được đời này, nhưng không chắc là mua được đời sau. Có tiền thì mua được con người, nhưng không chắc mua được Thiên Chúa. Có tiền thì mua được visa hộ chiếu để đi khắp nơi trên thế giới, nhưng không chắc là mua được hộ chiếu để vào nước trời, vân vân. Qua ý kiến của các bạn đóng góp, anh bạn của chúng ta đâm ra hoang mang, lúng túng, lo lắng thực sự về điều cuối cùng cần phải xin. Tất nhiên là phải xin cái gì là tốt nhất, là hay nhất, là cần thiết nhất. Nhưng cái đó là cái gì? Cần phải hỏi ai bây giờ? Ai là người khôn ngoan sáng suốt nhất để anh có thể vấn kế, để anh có thể thỉnh ý? Trong lúc bế tắc, anh mới nhớ đến Chúa, bèn chạy đến bên Chúa để xin Chúa trợ giúp mà anh quên. Đây là lời cầu xin cuối cùng. Anh tha thiết van xin Chúa: Chúa ơi, con bối rối quá, con lo lắng quá, con đang bế tắc, con không biết phải xin điều gì là tốt nhất, là phải nhất, là đúng nhất, là cần thiết nhất cho con. Con xin Chúa chỉ dạy cho con. Không ngờ điều xin lần thứ ba này lại làm đẹp lòng Chúa. Chúa mỉm cười, có vẻ hài lòng. Chúa nói: được, điều con xin chứng tỏ con là người rất khôn ngoan. Vậy từ nay trở đi, từng bước cha sẽ chỉ cho con biết những việc con cần làm và phải làm. Con chỉ việc nghe theo lời cha chỉ dạy là được. Như thế đời con sẽ được hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là hạnh phúc đời đời, là hạnh phúc vĩnh viễn, là hạnh phúc cả đời này và hạnh phúc cả đời sau. Bỗng, những tiếng động của những người nhà thức dậy làm cho anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Thì ra, giấc mơ vừa rồi được hình thành là do đoạn kinh thánh mà anh đã đọc tối hôm qua trước khi đi ngủ, và anh lại tiếp tục suy nghĩ về đề tài đó để dọn mình dâng thánh lễ sáng hôm sau. Đoạn đó trong sách Các Vua, quyển thứ nhất, đoạn 3, câu 11, khi nói về vua Salomon đã không xin Chúa ban cho ông được sống lâu, cũng không xin Chúa cho ông có nhiều của cải, cũng không xin Chúa cho kẻ thù của ông phải chết, nhưng chỉ xin cho ông có được sự khôn ngoan. Mà càng suy nghĩ, chúng ta càng thấy rất đúng. Người giàu có chưa chắc gì là hạnh phúc hơn những người nghèo. Nhiều gia đình giàu có sang trọng, có nhiều tiền nhiều của, nhưng nào đâu có hạnh phúc. Vợ chồng con cái nhiều khi đối xử với nhau rất là tệ. Còn việc sống lâu đâu chắc gì là có hạnh phúc. Có nhiều người sống quá lâu đến nỗi con cháu phát chán. Vậy chúng ta cần xin Chúa ơn gì? Chúng ta hãy bắt chước vua Salomon mà xin cho được ơn khôn ngoan. Cụ thể hơn, có lẽ hãy bắt chước anh bạn của chúng ta trong câu chuyện, là xin cho được biết thánh ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống,
và biết ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Nghĩa là tiên vàng, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước đã, rồi mọi thứ khác Cha trên trời sẽ liệu ban cho sao. Đây chính là lời khôn ngoan nhất, tốt đẹp nhất, quý giá nhất. Bởi một khi xin được điều này là tất nhiên sẽ được tất cả mọi điều khác. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi cha mẹ nào thương con cái thì tất nhiên là lo cho con cái mình đủ mọi thứ chúng cần, từ lương thực, quần áo, cơm nước, tiền bạc, vui chơi, giải trí, sức khỏe, học hành, tương lai, vân vân. Nghĩa là các cha mẹ không ai muốn thấy con cái của mình phải thiếu thốn bất cứ điều gì, miễn sao chúng có được hạnh phúc là được. Nhưng bù lại, cha mẹ muốn gì nơi con cái? Có lẽ các cha mẹ cũng chỉ mong muốn có một điều này thôi, là muốn cho con cái ngoan hiền, muốn chúng biết nghe theo lời cha mẹ dạy bảo. Một đứa con, tuy nó rất thông minh, tuy nó rất thành đạt, tuy nó rất giàu có, nhưng nó cứ luôn cãi cha cãi mẹ, thì có cha mẹ nào vui vẻ được đâu. Những ai đã từng làm cha làm mẹ thì chắc chắn là hiểu rất rõ điều này. Thiên Chúa cũng vậy thôi. Nhưng Thiên Chúa thì khác chúng ta ở chỗ. Chúng ta là những con người phàm trần, yếu đuối, có rất nhiều giới hạn. Cho nên có biết bao điều chúng ta muốn làm cho con cái chúng ta, nhưng chúng ta không làm nổi. Và cũng có khi những điều chúng ta dạy bảo con cái thì cũng chưa hẳn là đúng, cũng chưa hẳn là chuẩn mực, cũng chưa hẳn là hay nhất, là tốt nhất. Cho nên con cái đã không nghe theo chúng ta. Còn Chúa thì khác. Chúa là đứng toàn năng, quyền phép vô cùng. Chúa muốn điều gì là Chúa thừa sức để làm. Và Chúa là đứng khôn ngoan, thông minh, thượng trí. Cho nên những điều Chúa dạy ta thì chắc chắn phải là điều hay nhất, là điều tốt nhất, phải là điều lợi nhất cho ta, vì Chúa thương ta. Do đó, chúng ta có đủ lý do để mà nói rằng chúng ta chẳng cần lo gì cả, ngoài chỉ có một việc là lo tìm biết thánh ý Thiên Chúa, rồi cố hết sức mà làm theo. Và lời cầu xin cho được như vậy mới là điều xin khôn ngoan nhất. Lạy Chúa, điều con khấn, điều con xin là xin cho con được luôn biết thánh ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời con. Xin cho con biết can đảm làm theo, để con luôn luôn xứng đáng là những người con ngoan của Chúa, luôn được Chúa yêu thương. Amen. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu.
môi con thắm nét cười. Lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để có nắng soi bước. Lời Ngài đượm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Con đến với người bằng một tình yêu không xa dối, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Chuyện tôi đi lễ. Bạn thân mến, đối với tôi ngày nay, việc được đến nhà thờ để tham dự thánh lễ quả là một hồng ân vô cùng quý giá, do chính Chúa thương ban một cách đặc biệt nên tôi mới có được như hôm nay. Nhất là hoàn cảnh của tôi không được may mắn sinh ra trong một gia đình có đạo, cho nên tôi không có được diễm phúc biết Chúa khi còn nhỏ. Rồi khi do công việc làm ăn, ông bà ngoại tôi phải di chuyển đến một làng quê khác để kiếm sống, tôi là phải đi theo. Nơi đây tôi có dịp làm quen với một vài người bạn công giáo, nhưng phải nói thật là số người công giáo ở đây có thể đếm chưa đủ trên các đầu ngón tay, cho nên cho đến bây giờ ở đây vẫn chưa có nhà thờ. Năm học cấp 2, tôi phải di chuyển lên trường huyện để học, bởi làng quê của tôi quá nhỏ bé nên chỉ có trường tiểu học mà thôi. Để có nơi ăn chốn ở huyện, ông ngoại tôi phải đích thân dẫn tôi đến gửi nhà trọ trong nhà người em ruột của ngoại. Em của ngoại tôi là một bà già nhỏ hơn ngoại tôi 2 tuổi, nhưng trong bà có vẻ đạo mạo và già hơn ngoại tôi nhiều. Bà theo đạo Phật, bà cạo đầu, áo bà mặc chỉ có một màu vàng giống như các ni cô, nhưng bà chỉ tu tại gia thôi. Bà ăn chay trường, sáng tối bà tụng kinh gõ mõ thật lớn. Giữa nhà có một bàn thờ Phật rất trang trọng và rất uy nghi. Nhưng cũng trong chính cái ngôi nhà này, người con gái của bà mà tôi gọi là dì Sáu thì lại theo đạo Chúa,
tuy là người theo đạo chồng, nhưng dì tôi rất sùng đạo Chúa, như bà mẹ của dì rất sùng đạo Phật. Chủ nhật nào dì cũng thức dậy thật sớm để đi lễ. Có khi dì đi lễ cả ngày thường nữa. Thứ bảy nào dì cũng nhớ mua hoa dâng kính Đức Mẹ. Dì tôi cũng thường rủ tôi đi lễ, và thường là tôi đồng ý. Về câu chuyện đi lễ thì tôi xin được phép kể lại đại khái như thế này. Khởi đầu tôi đi lễ là vì nể nang, là vì lịch sự đối với lời mời của dì, mà cũng vì sự tò mò nữa. Tôi muốn đi cho biết. Phải nói, tuy tôi chưa phải là người có đạo, nhưng tôi đã có dịp đi lễ khá nhiều. Tôi vẫn còn nhớ như in về kỷ niệm của buổi đầu tiên tôi được theo dì đi lễ. Đó là vào một năm tôi học lớp 6. Lần đầu tiên khi đặt chân bước vào nhà thờ, một thoáng cảm giác đã làm cho tôi sợ hãi đôi chút. Bởi khi nhìn lên cao ở phía trước mặt, tôi thấy ngay một hình ảnh rất ấn tượng đập vào mắt tôi. Tôi chú ý đến một người đàn ông thân hình rất tiều tụy, mình đầy thương tích máu me, đang bị treo lơ lửng trên thập giá. Ông ốm yếu đến nỗi xương lòi ra. Ông chẳng có đủ quần áo để mặc. Cái chết của ông sao mà thê thảm quá, sao mà đớn đau quá, sao mà nhục nhã quá. Nhưng cũng chính cái hình ảnh này đã khiến tôi bị xúc động vô chừng. Ngay lần đầu tiên tôi gặp ông này, tôi đã có cảm tình ngay. Tôi có cảm tưởng là như mình đã quen, đã thân ông này từ lâu lắm rồi. Bởi với cái trí óc ngây thơ của tôi lúc bấy giờ, cộng thêm những tưởng tượng của một đứa trẻ, lại vốn có bầu tâm sự thật nặng nề, nên tôi có nhiều suy nghĩ thật miên man mông lung. Ông này sao giống mình đến thế? Mình mất cha mất mẹ từ hồi nhỏ, khi chưa có trí khôn. Đang khi đó thì các bạn ai cũng có đủ cha đủ mẹ. Tuy mình có ông bà ngoại, nhưng bà ngoại lại là ngoại ghẻ. Và buồn nhất là khi đi đâu hay khi gặp bất cứ ai, những người lớn đều trêu chọc: mày xấu quá, ốm nhom ốm nhách thấy mà ghê, nên cha mẹ mày mới bỏ, mới không chịu nuôi mày. Đây là nỗi ám ảnh triền miên, rất mặc cảm mà không bao giờ nguôi ngoai được. Nhưng khi nhìn lên ông này, tôi lại được an ủi nhiều, bởi tôi thấy ông này cũng giống như tôi. Chắc tại ông này xấu xí quá, ốm nhom ốm nhách, nên ba má ổng mới không thương, mới bỏ mặc ổng, để cho ổng rách rưới tồi tệ đến như vậy. Ổng lại bị người ta ức hiếp, bị người ta hành hạ, đến nỗi mình đầy thương tích máu me, đến nỗi phải chết đau thương như vậy. Mà ba má ổng không có hay, anh chị ổng cũng không có ai biết để đến giải cứu cho ổng, hoặc để mang xác ổng về. Tôi thấy tội nghiệp cho ổng quá, tôi thương ổng quá. Rồi càng suy nghĩ thêm, tôi lại càng thấy mình sao rất gần gũi với ổng. Nhìn ổng bị đóng đinh trên hai thanh gỗ, mình mẩy máu me bầm tím, tôi lại liên tưởng đến lần tôi bị vấp mấy thanh gỗ của cái cầu mắc qua con mương trong giường của ngoại tôi. Tôi bị té ngã xuống nước, tôi suýt chết đuối, mà cả nhà đâu có ai hay, đâu có ai biết để cứu tôi. Tôi bị uống nước khá nhiều, mà nước trong mương nào có sạch sẽ gì. Nghĩ đến thôi là tôi đã rùng mình. Mà đâu chỉ có thế, sau khi cố trường tới, cố bươn tới, cố bơi, cố lội mãi mới lên bờ được. Mà nào tôi có biết bơi biết lội hồi nào đâu. May mà cái mương không sâu lắm, cũng không lớn lắm. Tôi vội vàng chạy vào nhà, qua lối bếp để đừng có ai thấy, kẻo sợ bị đòn thêm. Sau khi thay đồ, tôi mới thấy khắp cả mình mẩy bầm tím, cả thân mình đều ê ẩm, di chuyển đi lại rất là khó, bởi chỗ nào cũng đau. Nhưng tôi cố làm tỉnh để đừng có ai biết, bởi nếu có ai biết là rắc rối ngay. Khi nhìn lên ông này, tôi nhớ lại chuyện xưa nên tôi đã khóc. Tôi thương ông này vô chừng, tôi đã thật sự xúc động. Tôi đã nói với ông: con thấy ông rất giống con thương ông nhiều lắm, không biết
ông có thương con không? Con hứa, nếu sau này lớn lên, khi con có điều kiện, con sẽ học đạo của ông, con sẽ theo đạo của ông, để con có thể an ủi ông, để ông đỡ phải đau khổ. Khi đến tuổi lập gia đình, tôi quen biết với một người có đạo. Tôi học đạo, tôi được vào đạo Chúa, và mỗi ngày Chủ nhật, tôi lại được theo chồng đi lễ. Chồng tôi chỉ đi lễ Chủ nhật thôi, và cũng có khi đi thêm lễ Giáng sinh nữa. Còn thỉnh thoảng có ai mời đi lễ cưới hoặc đi lễ an táng thì ảnh mới đi lễ thêm nữa. Vậy là tôi cũng đi lễ theo đúng số lần mà chồng tôi đã đi, và cũng có thể là ít hơn, bởi tôi là người đạo theo, cho nên tôi chỉ biết đi lễ theo, chứ tôi chưa có ý thức là tôi đi lễ cho mình. Tuy những kỷ niệm của buổi đi lễ đầu tiên đã làm cho tôi yêu Chúa nhiều, dấu ấn này vẫn không phai và không bao giờ tôi quên. Nhưng yêu Chúa thì có, mà yêu thánh lễ thì chưa. Lúc tôi vào cuộc đời làm mẹ thì tôi mới cảm nghiệm được tình mẹ thương con. Rồi vì bao nỗi bất an, lo lắng khi con đau yếu, cộng thêm bao vấn đề lo âu trong cuộc sống, mà dưới bàn tay khối óc của con người, tôi đành bó tay. Tôi cảm thấy mình thật sự bất lực trước những bon chen của cuộc sống. Tôi mới bắt đầu tự mình đi lễ thêm vào các ngày thường để xin Chúa giúp cho những hoàn cảnh bó tay đó. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, và cũng chỉ khi nào cần Chúa ban ơn giúp đỡ thôi. Rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một biến cố thật bất ngờ. Tôi được ba má từ Hà Nội vào thăm. Nghe ba má giải thích ngọn nguồn tỏ tường mọi lý do tại sao khiến cha mẹ phải gửi tôi ở lại miền Nam cho ông bà ngoại. Bởi lúc bấy giờ, ba mẹ phải theo đoàn đi tập kết ra Bắc, phải đi đường biển, mà tôi thì vừa mới qua một trận ốm đau dai dẳng, đến thừa chết thiếu sống, nên ba mẹ không dám mang tôi theo, sợ tôi chết dọc đường. Ôi, những lời giải thích đó đã giúp tôi vui mừng phấn khởi biết chừng nào, nhất là được gặp lại ba mẹ sau bao năm xa cách. Tôi cứ tưởng là ba mẹ tôi đã chết rồi, bởi những người chung quanh tôi chẳng ai nói gì về ba mẹ tôi. Nay tôi không còn tuổi thân nữa, và cũng không còn nghĩ sai về ba mẹ tôi nữa. Nhưng phải công nhận, đây chính là công việc của Chúa quan phòng sắp xếp an bài để tôi được ở lại với ngoại, để tôi có dịp đến nhà thờ, để tôi có dịp làm quen với ông xã tôi, để tôi có dịp học đạo, để tôi được biết Chúa, để tôi được vào đạo Chúa, được yêu Chúa và được ơn tái sinh làm con cái Chúa. Đây là một ân huệ lớn lao vô chừng mà Chúa đã ưu ái dành riêng cho tôi. Tôi cảm ơn Người. Và một khi đã hiểu đây là một ân huệ do Chúa ưu ái thương ban, cho nên tôi có bổn phận lo tranh thủ mà đi lễ nhiều hơn vào các ngày thường, vừa để tạ ơn Chúa đã yêu thương tôi, vừa để an ủi Chúa. Nhất là ngày nay, vào các ngày thường, người ta đi lễ thưa thớt lắm. Có thể là do công việc làm ăn, nhưng cũng có thể là do người ta không trân trọng Chúa đủ, nên người ta dành thời gian cho những việc ở đâu đâu. Còn đến với Chúa thì họ không còn thời gian nữa. Do đó tôi muốn đi lễ nhiều hơn để an ủi Chúa, kẻo sợ Chúa buồn. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa khiến cho tôi yêu thích việc đi lễ, bởi đây là nguồn bình an mà tôi đã cảm nhận được sau mỗi thánh lễ. Nhưng là những lúc tôi có vấn đề buồn sầu, lo nghĩ, bế tắc trong cuộc sống, rồi mỗi khi lên rước Chúa, tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn và được an ủi rất nhiều, bởi Thiên Chúa đã đích thân đến với tôi để an ủi tôi, để nâng đỡ chia sẻ hoàn cảnh bế tắc này của tôi. Quả thật tôi được an ủi rất nhiều. Đây cũng là lúc tôi bắt đầu yêu mến thánh lễ và yêu mến Chúa Giêsu ngự trong phép mình thánh. Và rồi thỉnh thoảng tôi được ông xã chiều ý mà đi lễ ngày thường với tôi. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vô chừng.
tôi đã hết lời tạ ơn Chúa, tôi quyết tiếp tục cầu nguyện để một ngày nào đó ông xã tôi cũng sẽ cảm nghiệm được ơn Chúa qua việc đi lễ và rước lễ, sẽ cùng với tôi đi lễ mỗi ngày. Riêng đối với tôi hôm nay, việc đi lễ đã không còn là đi lễ theo nữa, mà là đi lễ cho riêng mình. Tôi coi việc đi lễ cũng chính là đi học, học để biết Chúa hơn, học để biết chính mình hơn, biết Chúa để tình tôi yêu Chúa được thiết tha hơn, được nồng nhiệt hơn, được bền bỉ hơn. Biết mình để tôi biết khiêm tốn hơn khi sống với chồng, khi sống với con, khi sống với những người chung quanh. Và cũng nhờ lời Chúa nhắc nhở hàng ngày trong thánh lễ hay trong các kinh đọc, tôi sẽ có nhiều cơ may để chỉnh sửa lại những thiếu sót lỗi lầm của tôi. Tôi luôn khắc ghi lời Chúa đã nói, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew 4 câu 4. Và rồi kinh nghiệm cho tôi thấy, bao tài năng, bao công sức, bao của cải, kể cả sự nghiệp mà tôi đã dày công xây dựng tích lũy trong mấy chục năm qua, nó vẫn bấp bênh, nó vẫn không mang lại cho tôi sự ổn định, nó vẫn không mang lại cho tôi bình an, nó vẫn không mang lại cho tôi hạnh phúc như lòng tôi hằng mong ước. Nếu nghĩ sâu xa hơn về lúc kết thúc cuộc đời, tôi sẽ ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Trước tòa Chúa phán xét, Chúa sẽ hỏi tôi nhiều thứ, nhiều chuyện lắm. Bởi đó là lúc tôi phải tường trình và phải báo cáo về cuộc sống của tôi. Nhưng coi chừng, những thứ Chúa hỏi toàn là những thứ tôi không hề có chuẩn bị. Bởi lâu nay tôi chỉ có giờ lo làm những cái tôi cần, chứ tôi đâu có giờ lo làm những cái Chúa cần. Mà nếu như vậy thì những giây phút Chúa phán xét đó sẽ là những giây phút kinh hoàng và hãi hùng cho tôi biết chừng nào, bởi tôi không có chuẩn bị trước. Cho nên ngay từ bây giờ, tôi quyết cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đi lễ nhiều hơn, để cho lời Chúa có thể nhắc nhở tôi nhiều hơn, để tôi có thể sửa đổi nhiều hơn, để tôi có chuẩn bị cho kỹ hơn cho ngày trình diện trước tòa Chúa khi tôi kết thúc những ngày sống ở trần gian này. Và đây là điều tôi hằng ao ước. Tôi kiên tâm cầu xin cho ông xã của tôi một ngày kia sẽ cùng với tôi đi lễ mỗi ngày, nhất là trong những ngày xế bóng này, vừa để xin được ơn biến đổi, vừa để đền tội, vừa để lo tích lũy những công đức cho mình mai sau, vừa để cho việc tôi đi lễ hàng ngày đỡ cô đơn, vừa cũng để tránh đi cái cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lạy Chúa, xin ban ơn cho con được yêu mến Chúa nhiều hơn nữa, biết yêu mến thánh lễ, nhất là biết cố gắng đi tham dự thánh lễ nhiều hơn nữa, bởi đây là nguồn mạch sự sống đời đời cho con ở đời này và đời sau. Amen. Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây dẫn đôi nhiệm màu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi đêm mùa xuân hoa nở rụng cung trời, từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới, từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vô tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối.
từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà trâu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ trinh thịt máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây. Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để ủi an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loài, Ngài hát cho tôi ban tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, nghe mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây. Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu, nghe tình tôi muôn đời thắm
bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu, vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như là hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm, cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát y che đầu mẹ là như bóng mát y che đầu, dưới nắng những ban trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mai về tới quê nhà, cây lá tỏa ngàn hương, con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu, vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như là hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm, cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát y che đầu là như bóng mát y che đầu, dưới nắng những ban trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu, vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mai về tới quê nhà, cây lá tỏa ngàn hương, con sống trong tình trong tình thương. Bóng mát thì che đầu mẹ là như bóng mát thì che đầu, dưới nắng những ban trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu, vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che, mẹ mãi chờ che, mẹ mãi. Yeah.